quý vị, các cơ quan liên bang dưới thời Tổng thống Trump có thể sẽ có những động thái để đảm bảo bản báo cáo của Thượng viện về hoạt động thẩm vấn khắc nghiệt của CIA sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9 sẽ không bao giờ được công khai. Theo Reuters, chính phủ đã trả lại báo cáo dài 6.700 trang này cho Quốc hội và làm như vậy giúp lách được quy định buộc chính phủ phải giải mật báo cáo. Các quan chức cho biết báo cáo được trả lại theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Richard Burr, một đảng viên Cộng hòa. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, lãnh đạo phe Dân chủ tại ủy ban này, cho rằng ông Burr đang cố bảo vệ CIA trước các chỉ trích là cơ quan này đã sử dụng các biện pháp tra tấn trong cuộc chiến chống khủng bố của chính phủ Tổng thống Bush. Một bản tóm tắt báo cáo đã được công bố trong năm 2014, kết luận rằng chương trình thẩm vấn của CIA sau sự kiện 11 tháng 9, trong đó sử dụng nhiều biện pháp vũ lực như trấn nước là quá tàn bạo, nhưng lại không hiệu quả, như cơ quan này đã tuyên bố. Báo cáo cũng kết luận không có vụ tấn công khủng bố nào được ngăn chặn bởi hành động của cơ quan này. Tuy nhiên, khi tất cả các bản báo cáo được trả về Thượng viện, người dân Mỹ một ngày nào đó vẫn có thể đọc được một bản sao ở trong kho tài liệu lưu trữ của cựu Tổng thống Barack Obama. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!